Xin chào anh em. Ngày hôm nay Tiến Dũng set up một bộ 3 thiết bị. Chiếc đầu CD Tech kiêm rẻ mã 25XS. Chiếc Amly Acouphase model 306 và cặp loa bên đúc 704. Đây là một bộ cấu hình 3 thiết bị dòng 2N. Xin mời anh em cùng thưởng thức một bài nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend it too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender. A dream-filled world of my own. I play the game, but tomorrow will shift. You left me to dream all alone. Pretending that you're still around. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của bộ 3 thiết bị được phối ghép rất ăn ý. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc Amly Acouphase model E306. Đây là dòng Amly 2N của Nhật, thương hiệu Acouphase lừng danh thế giới. Dòng này thiết kế Amly 2N không có chỉnh bát chép, mặt phay nhôm màu vàng, hai đồng hồ VU rất đẹp, kết cấu đơn giản tinh tế. Đây là tổng thể của chiếc Amly. Các giắc kết nối phía sau, dòng này có giắc kết nối dạng cổng RCA và cổng ba lăng. Acouphase model E306
có sử dụng điện 100V và công suất nguồn là 290W, hàng bãi của Nhật. Với dòng này, anh em có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa như JBL, như Bền Đúc, như Tannoy, như Bow, vân vân. Tiếng rất tuyệt vời. Chiếc này mức giá 39. Và phần nguồn phát Tiến Dũng đang sử dụng đó là chiếc đầu CD Tech Monen Tech 25XS. Đây cũng là một chiếc đầu CD đẳng cấp high-end của thương hiệu Tech đến từ Nhật. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng, máy có khả năng đọc đĩa CD và giải mã DAC từ cổng quang, các thiết bị như TV, Internet, như các đầu CD giá bình dân. Chiếc này tình trạng zin nguyên bản hàng bãi của Nhật, còn remote zin theo máy. Máy có mức giá thông thường 35 triệu. Chiếc này có hơi chảy nhẹ ở đây một chút xíu. Tiến Dũng giảm 1,5 triệu, còn 33,5 triệu. Máy tuyệt đẹp, hoàn toàn bình thường, đầy đủ các chức năng, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng. Và âm thanh mà quý vị và các bạn vừa nghe đó là của cặp loa Bền Đúc Model 704. Đây là cặp loa đẳng cấp high-end đến từ trời Tây, Anh Quốc. Dòng này sử dụng một loa bát trầm 20cm, màng giấy, gân cao su. Một loa bát mid 20cm, màng có các sợi đan xen và gân cao su. Phía trên cùng là một loa chép đôm. Thùng loa được trang trí bên ngoài màu vàng, tuyệt đẹp, phong cách giống màu gỗ thông. Một lỗ thông hơi phía trước và một lỗ thông hơi phía sau. Đây là phần tem thông số Bền Đúc Model 704, hàng của Anh Lê. Dòng này có công suất 150W trên một loa, trở kháng 8 ohm. Loa có thể chơi VY 2 cầu. Đây là thùng loa bên đây. Tất cả zin đẹp xuất sắc. Bền Đúc Model 704 có thể chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh, tiếng của nó rất tuyệt vời. Dòng này rất dễ phối ghép, anh em có thể phối ghép vào các dòng amply đờn nông, các dòng amply marang, các dòng amply acouphony hoặc amply lusman, vân vân. Mẫu loa Bền Đúc Model 704 bản vỏ vàng, mức giá 36,5. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Hãy đăng ký kênh của Tiến Dũng để không bỏ lỡ các sản phẩm được cập nhật thường xuyên vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiến Dũng xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.